Thưa quý vị, sau quá trình huấn luyện từ 6 đến 12 tháng, những chú cảnh khuyển của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an có thể băng qua lửa, quật ngã tội phạm, đánh hơi ra ma túy, thậm chí là tham gia tác chiến dưới làn mưa đạn có tiếng động lớn của súng tiểu liên AK-47. Vừa qua, tại Trung tâm Huấn luyện và Sử dụng Động vật Nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã tổ chức diễn tập những tình huống giả định thực tế với sự tham gia tác chiến của những chú chó cảnh khuyển đầy mưu trí và gan dạ. Một buổi huấn luyện thực tế của Trung tâm Huấn luyện và Sử dụng Động vật Nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an. Những chiến sĩ cảnh sát cơ động được trang bị súng tiểu liên AK-47 thực hiện thành thục những động tác cùng cảnh khuyển của mình. Đây là động tác di chuyển tịnh tiến, tấn công cùng chó nghiệp vụ và ngay sau đó là những động tác bò trườn, di chuyển tầm thấp trong tiến công. Còn đây là tình huống những chiến sĩ cảnh sát cơ động được trang bị đầy đủ trang bị nghiệp vụ, sử dụng súng tiểu liên AK-47 và điều khiển chó nghiệp vụ đi giữa hai chân, tiến lùi cùng chiến đấu trong quá trình tấn công, trấn áp tội phạm. Bài tập này sẽ giúp cho những cán bộ chiến sĩ có được tính nhẫn nại, kiên trì, linh hoạt và sáng tạo trong tình hình thực tế chiến đấu. Đặc biệt, những bài tập huấn luyện thực tế bên cạnh những phát súng của tiểu liên AK-47 có tiếng động lớn sẽ giúp cảnh khuyển có được sự lì lợm trong quá trình chiến đấu. Để có được động tác thuần thục như vượt rào, lội nước như thế này, những chú chó nghiệp vụ này của Trung tâm Huấn luyện và Sử dụng Động vật Nghiệp vụ đã phải trải qua rất nhiều khóa huấn luyện nghiêm ngặt. Đây là một trong những tình huống chiến đấu thực tế được giả định bởi những cán bộ, chiến sĩ đưa ra để đánh giá công tác huấn luyện đối với những chú chó nghiệp vụ. Hai đối tượng có dấu hiệu nghi vấn mang theo chất cấm bị cảnh khuyển phát hiện. Cảnh khuyển và hai chiến sĩ cảnh sát cơ động ngay lập tức bám theo. Sau khi hai đối tượng có dấu hiệu bỏ chạy, cảnh khuyển ngay lập tức được chiến sĩ cảnh sát cơ động ra hiệu lệnh bám đuổi, khống chế đối tượng, mặc cho tiếng súng và lựu đạn nổ. Còn đây là hai đối tượng tội phạm khác đang di chuyển bằng ô tô vận chuyển trái phép chất ma túy thì bị tổ công tác bắt quả tang. Hai cảnh khuyển ngay lập tức di chuyển theo, dùng các động tác nghiệp vụ đã được huấn luyện để khống chế, trấn áp đối tượng. Bài tập đầu tiên, một trong những bài tập đầu tiên chúng tôi đưa ra đó là rèn cái thể chất cho con chó và tính phục tùng kỷ luật. Đó là chó nghiệp vụ thực hiện các cái động tác vượt các cái vật cản theo cái ý đồ cũng như là cái yêu cầu nghiệp vụ chúng tôi đề ra, qua những cái điều kiện phức tạp về cái thực tế trong cái công tác có thể xảy ra, cũng như là vượt các cái tường rào hào sâu, rồi kể cả vượt những cái vụ lửa, rồi những cái tường lửa hoặc những cái bức tường thành cao. Thì để làm cái này, mục đích chúng tôi để bằng những bài tập đầu tiên để mục đích là rèn luyện thể chất cũng là thể lực, cũng tính phục tùng kỷ luật và cái sự tăng thêm cái sự gan dạ cho con chó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để sẵn sàng thực hiện cái nhiệm vụ khi được lãnh đạo cấp trên giao, thực hiện tốt cái công tác tấn công và trấn áp tội phạm trong cái tình hình thực tế đặt ra hiện nay. Để huấn luyện được những cái nội dung cơ bản này thì tùy từng khoa mục, cái những khoa mục các bạn theo dõi thì gần ít nhất khoảng 2 tháng.
để chó có những bộ rèn làm quen với cái điều kiện khói lửa cũng như là cái tính phức tạp cũng như là tính kỷ luật con chó thì cần tối thiểu 2 tháng. Trong quá trình tập luyện gì có phải? Tất nhiên rồi, thực ra huấn luyện nếu bạn đã biết là tính con chó mà chưa được thuần chủng thì cũng rất nhiều cái khó khăn. Khi mà mục đích của chúng tôi là những bài tập đầu tiên đấy là quen những con chó mới để rèn cái tính kỷ luật cũng phục tùng cũng như là cái thể chất của nó thì cũng rất là khó khăn. Bản thân là bản tính con chó cũng tính hoang dã và để mà nghe có kỷ luật đối với cán bộ luyện đầu tiên thì để được như thế cũng là rất là khó khăn và bản con chó rất là hung dữ nên có vấn đề mà để đảm bảo an toàn cho chính bản thân chúng tôi tham gia huấn luyện cũng là một cái yêu cầu quan trọng và cần đặt lên hàng đầu. Sau đó mới đặt đến các mục tiêu khác để phục vụ cho cái công tác nghiệp vụ. Đây là những tình huống rất thực tế xảy ra trong cái công tác chúng tôi đòi hỏi chúng tôi phải thực hiện. Cụ thể là tình huống đặt ra ở đây là với tình huống đầu tiên là chó nghiệp vụ tự động tìm kiếm trên cái phương tiện giao thông. Hiện nay thì trên cái yêu cầu cấp thiết thì để đảm bảo an toàn cho cán bộ sĩ chúng tôi huấn luyện là chó nghiệp vụ là tự động ra phá chất nổ được bố trí cất giấu ở trên các cái phương tiện hoặc các đối tượng khủng bố cài bom mìn. Và thì khi mà chó nghiệp vụ phát hiện ra các cái chất nổ này thì tự động ngồi và báo cho cán bộ luyện là trực tiếp của chúng tôi biết được và báo cho các cơ quan chức năng để thực hiện công tác tháo dỡ cũng như là gỡ bỏ. Thì ngoài ra thì công tác của chúng tôi còn rất nhiều vụ khác như chuyên qua thì giám biệt mùi hơi người, rồi là truy tìm dấu vết mùi hơi người, truy tìm đối tượng lẩn trốn, bỏ trốn thông qua cái dấu vết mùi hơi để lại tại hiện trường, rồi là công tác tìm kiếm cứu nạn cũng như là công tác phòng ngừa, công tác giải tán đám đông rồi một số cái tình huống khác trong nhiệm vụ có thể ra trong cái thuộc cái chức năng nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát cơ động. Có mặt tại thao trường rộng hơn 1.000 m², xem buổi tập luyện của các cán bộ chiến sĩ với những chú cảnh khuyển mới thấu hiểu được những khó khăn vất vả mà họ đã phải trải qua. Để có tính chiến đấu và thực hiện được nhiều nhiệm vụ truy bắt tội phạm, giả phá bom mìn hay đánh hơi ma túy, những chú cảnh khuyển phải trải qua quá trình huấn luyện gian khổ từ 6 tháng đến 12 tháng. Với các bài tập từ dễ đến khó như bò qua hàng rào sắt, vượt các vòng lửa, địa hình khó khăn. Bắt đầu thì huấn luyện rất là sớm, từ 5:30 bắt đầu là tập luyện để làm sao mà tạo điều kiện thuận lợi nhất, bởi vì lúc đấy là thời tiết đang rất là mát mẻ thì chú chó cũng rất nhanh hình thành những cái phản xạ cơ bản. Sau đó thì chúng tôi sẽ chuyển dần vào cái thời gian có thể nắng nóng hơn, sau muộn hơn thì để cho nó quen dần với mọi thời tiết. Có thể là chó nghiệp vụ thì có thể thực hiện nhiệm vụ ở bất cứ thời điểm nào. Còn đối với những huấn luyện viên, họ phải miệt mài tập luyện bất kể thời tiết nắng hay mưa, ngày hay đêm. Nếu không được tập luyện và rèn luyện kỹ năng thường xuyên thì sẽ không thể có những chú cảnh khuyển tinh thông, đáp ứng tốt yêu cầu nghiệp vụ. Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên VTC tại thao trường huấn luyện cảnh khuyển Trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Thời lượng của chương trình tới đây cũng xin được phép kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.